Chương xin chào tất cả các bác, các anh em và các bạn và các bạn bè đang xem theo dõi kênh của Chương ha. Chương xin chúc cho tất cả mọi người luôn khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Hôm nay Chương review lên một số hàng bãi Nhật nha các bác. Có cái gì Chương review lên hết. Để hàng hóa lúc này Chương cũng ít, cho nên là nó cái clip nó hơi thưa. Và Trương cũng đang tranh thủ ra kiếm thêm nguồn hàng nhiều để phục vụ cho các bác, các anh em và các bạn. Nay Trương review lên có mặt hàng nào, Trương review lên cái mặt hàng đó. Mong các bác theo dõi cho hết clip ha, từng cái mặt hàng một. Rồi theo dõi từng cái số đánh ở trên đây và cái giá cả của nó. Rồi xong các bác sẽ gọi điện hoặc là nhắn tin vào Zalo ha, còn tin SMS các bác đừng có nhắn nha. Thì Trương sẽ xong không có xem được cái đó. Rồi, các bác cứ nhắn vào Zalo đi rồi Chương sẽ trả lời cho các bác ha. Rồi, Chương xin phép để review lên hết tất cả những cái nguồn hàng này cho các bác xem. Đầu tiên, Chương xin phép review lên mấy cái mặt hàng này trước ha. Đây là một cái cưa 18V không thang, lưỡi 150 ha, 18V không thang lưỡi 150 nha các bác. Đó. Rồi pin máy 18V. Máy cưa gỗ ha, máy cắt gỗ đây. Giờ cho các bác xem ha, nó có đèn led đầy đủ nha các bác nha, đèn led rất là sáng nè, đó đó lưỡi nè, này rin nha các bác nha, cái hộp này rin của nó luôn ha, BL ha, máy không chổi than BL, lưỡi 150 zin luôn, lưỡi cắt gỗ nha các bác nha, đó máy này là cắt được hơn 5 phân ha. Đó. Để báo đèn ở đây nha các bác ha. Cái mã của nó là CS 553. Mã của nó là CS 553 ha. Đó, CS 553D 18V. Cưa cắt gỗ. Rất là mới luôn ha. Thực sự rất là mới, rất là đẹp. Rất là mạnh ha. Chúng ta về chúng ta ấy ha. Ta về chúng ta cắt thử và nghiên cứu ha. Rồi. Đó thì full chức năng, không kém gì, không thiếu gì ha. Ở này cây số 1 nha các bác. Cây số 1 này chiều tư ha. Cây này là cây không chổi than lưỡi 150. Cho nên nó có cái giá hơi cao chút ha các bác ha, lưỡi 150 đó. Cây số 1 rồi, cây số 2 luôn, cây số 2 là lưỡi 125 này, lưỡi 125 Makita luôn ha, 18 luôn, không thang luôn ha. Lưỡi 125 thì nó rẻ hơn, cái lưỡi nó nhỏ hơn, nó rẻ hơn nha các bác, nó cũng có led đầy đủ thôi ha, đèn led rồi đầy đủ đó. Ta thấy nó rất là ấy ha, cái loại này nó không than thì nó rất là mạnh ha và rất là đỡ hao pin, cho nên là chúng ta phải xem kỹ cái máy của nó. Chương sẽ dán vô đây một miếng rồi Chương sẽ cho nó quay, các bác sẽ nhìn thấy nó quay như thế nào. Đây đó, các bác thấy chưa, rất là ok ha, lưỡi 125 18V4 18V lưỡi 125, máy không chổi than pin 18V, 18V pin thông phổ thông, pin thông dụng ha, pin phổ thông. Số 2 1.150.000, lưỡi này lưỡi 125 nha các bác nha, này là cưa gỗ lưỡi 125 không chổi than luôn ha. Cái này cũng cưa gỗ không chổi than, 1.150.000. Bác nào chúng ta chưa mua, chúng ta cứ mua về xài thử ha, nó rất là ngon, dùng để cắt rất là ok, máy rất là đẹp, rất là mới, rất đẹp, nó không chổi than ha. Rồi.
Tiếp theo là cái số 3. Cái máy này là máy bê tông nha các bác, bê tông Nationan. Bê tông Nationan nè, đó. Của Mackenzie Nhật ha. Này bê tông của Nhật 24V. À, nó chữ Hammer nè ha. Hammer disc tức là búa nè, Hammer búa. EZ6813 ha. EZ6813. Đây khoan búa khoan thường đây. Cái đây là khoan búa. Đây là búa hơi nha các bác nha. Búa hơi. Đó. Chân tính thân máy vỏ pin ha. Thân máy vỏ pin chứ không tính là coi pin pin zin của nó chạy chỉ test thôi. Test cho các bác xem thôi. Trường tính là thân máy vỏ pin. Rồi cái này số 3. Thân máy vỏ pin ha. Hàng hôm nay có xuống chút đỉnh rồi các bác. Đó, cho nên là Trường cũng bán với cái giá xuống chút đỉnh luôn ha. Một triệu 200k ha, thân máy vỏ pin. Rồi cây số 4. Cây số 4 chung về một cây Magita mới. Mới cây xe ben luôn ha. Cây này cây gọi là cây Cacti Ren. Mới chưa sử dụng luôn nha các bác. Cái lưỡi mới cáo luôn nè. Các bác nhìn cái lưỡi mới cáo luôn ha. Không có một cái dấu coi như là một cái dấu chày dấu xước gì hết, cái lưỡi nè rất là mới. Chuẩn về cái lưỡi rất là mới luôn. Mọi lưỡi cái lưỡi này là rất là mới dữ lắm ha. Đó, lưỡi đang còn zin còn nguyên hết luôn. Máy này như cắt sơ test 1-2 lần thôi, tem là còn mới 100% luôn. Đó, rất là mới luôn. Cái tem bên này cũng vậy nè các bác, các nhìn đi ha, tem chữ Nhật rất là mới luôn. Nó là SC101D. Các bác có thể lên trên mạng các bác Google quát sạch ha. Đó, SC101D rất là mới ha. Máy này 14V. Đó, nó có cái cần treo đây. Cần treo đây xếp vô ha. Đó, và đây là cò bóp. Và đây là một cái lục giác ha, cái lục giác mới chưa ấy luôn nè các bác. Chưa sử dụng luôn. Lục giác để mở cái lưỡi ha. Mà cái này lưỡi này rồi chân bóp nó có đèn led rồi đàng hoàng nha các bác nha. Đó, đây. Đó, bác ha. Rất là êm luôn của Magita nha. 14V của Magita. Rồi. Này rất là êm luôn nha các bác nha. Máy rất là êm, thân máy. Thân máy Cacti Ren 14V. Rất là đẹp luôn. Mà về máy của Makita nữa thì các bác cũng biết rồi đó. Số 4. 1.1 triệu nha các bác nha. 1.1 triệu cái máy mới nha. Mới chưa sử dụng. 1.1 triệu máy quá mới luôn. Đó. Bác nhìn kỹ nè. Máy rất là mới ha. Chứ mới cái chữ này Makita các bác biết rồi. Mới cáo chỉ luôn, cáo chỉ luôn. Đó, rất là mới. Rồi. Tiếp theo là cái máy số 5. Máy số 5 là một cái máy khoan bê tông Hitachi 18V. Khoan bê tông Hitachi 18V ha. Chưa sẽ test cho các bác xem. Đây. Đó, đây là các bác. Rất là mạnh nha. Còn đây là khoan thường. Khoan thường nha các bác. Đó. Khoan búa và khoan thường. Bê tông. Nó đầy đủ chức năng.
Full chức năng dưới đây có đèn. Có đèn ha. Có đèn LED nè nha các bác. Rồi, có báo pin. Báo pin đàng hoàng luôn. Đây, đó. Báo pin rõ ràng ha. Rồi. Thân máy. Số 5. 1.150.000. Số 5 1.150.000 ha. Này 18V nha các bác nha. Rồi giá đó là quá bềm rồi ha. Đây là một cây số 6. Cây này là mài. Cây mài gốc 18V. Mài gốc của Makita nha các bác nha. Đó, cây này cây có thang. Đây, có thang nằm đây nè. Đó, có thang 18V của Makita. Rất là ok luôn ha. Cho chạy lên, rút pin ra. Rút pin ra đang để cò luôn nha các bác nha. Gài cò vô không chạy nha. Ớ, gài pin vô không chạy ha. Tắt cũng tắt, bật lên chạy lại ha. Rồi. Thân máy. Số 6. 1.200.000. 1.200.000 ha các bác. Đó, số 6. Mài gốc. Rồi, số 7. Đây là cây mài gốc không than nha các bác nha. Không than mà của Makita ha. Cây này rất mới nha. Cây này mài gốc này rất mới, đầu rất là đẹp luôn. Đó, rất là mới, tem còn nguyên xi luôn. Đó. GA404 nha. GA404D. Cây này rất mới, rất đẹp. Không thang nha các bác nha. Rồi bật lên. Báo pin đây luôn nha các bác nha. Đó, có pin đầy đủ ha. Không thang. Rồi, thân máy. Thân máy không thang mài gốc. Số 7. 7 2.250.000 ha. Số 7 2.250.000 thân máy ha. Không than. Rồi số 8. Số 8 cây này có than ha. Makita 18V luôn. Rồi, gài vô có đèn này nha các bác nha. Đó, bật công tắc lên nè. Quá êm ha. Chạy quá êm luôn. Lại cái nữa nè. Rồi rút pin nè. Rồi, gắn pin vô. Sáng đèn. Còn đang tắt, còn bật nha các bác. Các bạn tắt xuống, rồi bật lên lại. Nó sẽ chạy lại ha. Rồi, cái vấn đề còn hỗ trợ vẫn còn ha. Cái số 8. 1.200.000 ha. 1.200.000 ha các bác. Đó, số 8 1.200.000. Hai cây 18V 1.200.000 hết ha. Rồi cây số 9. Đây là một cây máy thổi 14V. Rất mạnh nha các bác nha. Máy thổi 14V của Makita. Rồi. Không có thân máy và cái ống thổi ha, nó chỉ có vậy thôi. À, rồi 14V giá 650.000. Cây số 9. Số 9 650.000 ha. Đó, máy thổi này rất ok nha các bác nha. Tất cả những máy này rất ok. Rồi cây số 10. Đây là một cây cây này là cây 170 nha, tên đem 170 hàng bãi luôn nha các bác. Hàng bãi luôn. Này hàng bãi.
tải TT170. Test cho các bác xem nè. Rồi, TT170 rất là mạnh nha các bác nha. Rồi, test số ha. Số 3, số 2, số 1. Đó, này số tự do, rất là mạnh. Rồi, số 4. Rồi, vòng ra vòng vào là đầy đủ nha các bác nha. Vòng ra là 2001 ha, vòng vào 3006. Ở dưới đây là 2006 và 3006, 3008. Vòng ra vòng vào rất là mạnh, mạnh khủng khiếp luôn. 170 thì tuyệt vời rồi. Nếu các bác dùng là mua về dùng cho mộc ha, bắn gỗ rồi là hết ý luôn. À, thân máy 170, TT170. Số 10. Chiều 750k. Số 10 chiều 750k ha. À, là cái máy màu xanh này nha. Chiều 750k. Thân máy nha các bác nha. Chúng có cái hộp này chúng bán luôn. Số 11 cái hộp này ha. Hộp này Rin Makita ha. Rin của Makita vậy nha các bác. À. Nhưng mà bên này thì nó là cái hộp nhựa ấy nó bẻ rồi ha. Cái hộp nhựa Nhật Kiến, nhựa Mika, à, nó bẻ rồi. Thì trong đây gồm có một cái máy. Một cái máy và cái sạc, hai cục pin. Máy này là 4 chức năng ha các bác. Cái máy 4 chức năng trong hộp luôn ha. Máy Makita 4 chức năng. Đó, cái máy này trong hộp luôn ha. Máy rất đẹp nha. Quai sách, quai bóc của nó đầy đủ ra. À, zin luôn. Máy này 4 chức năng. Chức năng này là khoan búa nè. À, vít búa chứ không phải, vít búa. Đó, vít búa nha các bác. Còn cái này là khoan búa nè, chân đẩy qua khoan búa nè. Đó, khoan búa. Rồi cái này là vít thường, vít thường. Đó, còn kéo hết vào đây là khoan thường. Khoan thường ở đây nha các bác nha. Khoan thường mà đây có, nó có số 1, số 2. Nó nhanh chậm, đó. Đây chậm, đẩy lên nhanh. Đó, này là khoan thường, này đẩy lên là vít búa, vít búa đây. Đó, đây là khoan, đây là vít búa, đây là khoan búa, đây là khoan thường. Rồi, 4 chức năng, 2 cục pin, nó là dạng 2 cục pin mỏng nha các bác nha. 2 cục pin này zin luôn, mỏng. Sạc là sạc 220 tầng đã chưa lên rồi. Sạc 220 mình đã lên rồi nha các bác. 220 sạc zin luôn ha. Sạc là DC18SD á. À, nó sạc cho pin mỏng nha. À, sạc cho pin mỏng này lên 220 rồi, cho giờ các bác sử dụng rất là gọn và tiện ha. Trong cái hộp này luôn. Hai pin. Đó, hai pin ha. Pin này à, bây giờ mình test cái pin này luôn ha, cho các bác xem luôn. Pin nào nó cũng ok hết nha các bác nha. Đó, pin nào điện nó cũng ok hết á. Điện rất là ổn định ha. Rất là ấy ha. Đó, điện rất là ok. Pin zin hết luôn nha các bác nha. Nó còn có pin nó còn siêu luôn ha.
Như cái pin này nó còn siêu trong đây luôn, chưa tháo ha, chưa tháo siêu. Pin này cũng vậy nha, chưa tháo siêu nha các bác nha, siêu nằm trong đây. Cái bên này thì bắt siêu rồi, có cái mất siêu rồi, nhưng mà pin đều pin ngon ngon hết nha các bác, pin xịn hết, pin chín luôn á ha. Rồi nguyên hộp này lấy 4 chức năng ha, 2 pin 1 sạc. Đây là số 11. Hai pin 1 sạc nha các bác nha. Trường sẽ cho các bác xem rõ này. Đầy đủ ha. Nãy thì các bác chưa thấy. Hai pin 1 sạc về nha các bác nha. Đó, một máy 4 chức năng, hai pin 1 sạc, máy vít ha. Cái con này là mã của nó là TB130D ha. TB130D. Cái này 4 chức năng. Con này rất đẹp nha. Con số 11. một triệu tư 50k nha các bác nha. 4 chức năng hết, rất là ngon luôn, hai pin 1 sạc luôn, Makita sạc 220 luôn đó, giá quá mềm được cho bác luôn ha. Bác nào nhanh tay thì có, tay thì hết vậy thôi, tay thì người ta lấy trước. Rồi tiếp theo chân lên một cái này là gì ta, này là Hitachi. Rồi tiếp theo chân lên cái Hitachi ha, cái này là khoan Hitachi, khoan Hitachi 18V không than, này không than nha các bác nha. Đó, không than ha, nhanh chậm có đầy đủ ha. Ra đầu kẹp 13 ly autolock ha. Đó, rồi máy không than nha các bác nha. Đó, thân máy hai mua pin thì tính sau, máy thân máy ha. Số 12. một triệu ba năm mươi k ha, thân máy. Rồi tiếp theo số 14. Số 14 đây là một cây Makita, cây này 170 luôn ha, cây này TD 170 luôn ha, 170 thân máy 170. Cây này rất đẹp nha các bác nha, cây màu trắng này rất đẹp luôn á, đẹp cực kỳ luôn. Cái máy 170 này ha, đầy đủ ha các bác ha, đèn led rồi là nó có đầy đủ ở đây ha. Đó, cho nên là đây số rồi đầy đủ ha, đây là đang số 4 nè. Đó, đang số 4 và về số 3, về số 2, về số 1, rồi số tự do, đèn tròn bên này là số tự do ha, còn đây là bấm cái nữa là 4 số nữa, 4 nấc ha, có 4 số. Rồi tôi chỉnh lực bằng cái đó nha các bác nha. Thân máy 170, máy này đẹp tuyệt vời nha các bác nha.
Máy 170 này là đẹp tuyệt vời luôn á, màu trắng. Thật máy cực kỳ luôn, tay em tiếp cực kỳ luôn. Máy này hồi nào giờ mới gặp cái máy mới vậy ha. Rất là đẹp. Rất là mới và rất là đẹp. Để báo cái giá cho các bác. Số 13. $1,850,000. Số 13. Máy quá đẹp luôn ha. Máy rất đẹp nha các bác nha. Mới tinh. Cái ruột nó trong chắc mới cáo luôn á. Rồi, tiếp theo số 14 là một cây Makita. Ba chức năng nha các bác nha. Ba chức năng, mã của nó là 482. Nè, phần ba chức năng, phần có búa. Đó, phần có búa. Rồi, bắt dít. Đó, và phần thường nó có ba chức năng ha. Rồi cho chức năng khoan búa thì chúng ta khoan tường, khoan bê tông được luôn ha. Đó, cái này là 18V 482 DHB 482 ha, ba chức năng. Thân máy 1,1 triệu. Số 14. Số 14, 1,1 triệu ha. Số 15. Đây là một cây cây búa dầu ha. Cây búa dầu của thằng Hitachi. Búa dầu. Thân máy vỏ pin. Máy này nó rất êm nha các bác nha. Búa dầu này nó máy nó rất êm. Đó. Rất là mạnh luôn nha. Đó coi nè. Bác coi là đó không? Rất là mạnh luôn. Nắm không nổi với nó luôn. Đó, búa dầu 12V. Thân máy vỏ pin. Số 15. 750k. Số 15 750k ha. Theo số 16. Số 16 đây là một cây Hitachi nha các bác nha. Hitachi. Cây này là DDNL ha. Cây này là DDNL2 ha. DDNL2 14V. DDNL2 14V4. Cây này rất mạnh nha các bác nha. Này 14V4. Bác nào có pin đợt mua cây này về sử dụng nha. Rất khỏe ha. Đó. Ba búa nha các bác nha. Nó ba búa nó rất là lẹ, búa nó rất là lẹ và rất là khỏe. Cho nên chúng ta sử dụng cái cây này bắn gỗ, bắn tôn, bắn đủ thứ bắn hết là ok. Số 16. Thân máy. Thân máy 1,150. 14,4 DDL2. Tiếp theo đây là một cây 171 nha các bác nha. TD171. 171 này nó màu nâu, màu đỏ mận á. Màu đỏ mận, rất là đẹp luôn nha. Đây các bác, giờ mình test cho các bác xem ha. Đó, búa rất là ghê nha. Bốn số ha, nó cũng có đèn led ha. Đó, nó có đèn led như này ha.
Đèn led của nó là nằm hai bên nha các bác nha, hai bên đây đó, đèn led của nó vậy. Còn 170 thì đèn led nó nằm ngay dưới đây, mà màu 171 thì chỉnh lực ngay đây nha, đó nó chỉnh lực ngay chỗ này, cho nên là đó chúng ta đây số 3 số 2 số 1 hết số 4, rồi nó chỉnh bên này ha, nó chỉnh lực bên này nữa, rất nhiều nút chỉnh nha các bác nha. Đó, nó rất là nhiều nút chỉnh, cho nên là chúng ta về chúng ta chỉnh, chúng ta test ha, test vô tư. Đó là TD171 ha. Cái này chỉnh là như thế này, yếu nhất nè. Đó, cái này như yếu nhất. Cái nút này nè, như yếu nhất. Xong rồi chỉnh qua lúc này. Đó. Lúc này là bắn vô là không có điều tốc nè. Rồi chỉnh xuống nút này. Điều tốc nhẹ nhàng nè. Đó. À, chỉnh quanh đây là nó sẽ là 4 cấp. Rồi, TD171. Thân máy số 17. $2.1 triệu ha. $2.1 triệu ha các bác ha. À, rất là đẹp ha. Hàng vải nha. Mắc kinh da băng. Tiếp theo là mình có một cái Black Tucker, cái này mới tinh chưa sử dụng luôn ha, cái mới lắm nha các bác. À, nhưng mà cái pin chứ không có cái đầu sạc, chưa sạc để thì test thử, có thương đi kiếm thử coi. À, nó là cái vỏ pin cao nha các bác, nhưng mà chưa không có pin để test nó đó. À, nhưng mà chưa bảo đảm bao các bác ha, mấy một cái máy rất là mới, rất là đẹp luôn. À, rất là ngon luôn, thân máy vỏ pin ha, các bác nào mua về dùng là cái này hết ý luôn. Số 18, 600k. Bởi vì cái này 14V4 mà nó lại là đích lục giác này nè ha, ốc 4 ốc lục giác nè. Cái máy này, cái motor này rất mạnh nha. À, rất ngon luôn. Black Tucker 14V4, ta mua về chúng ta đóng pin, ta sử dụng cái máy này rất đẹp, mới 100% luôn. Tiếp theo đây là một cái vít Hitachi. Vít này là vít motor khối ha. Hitachi. À, đèn led nó còn luôn. Đèn led còn đây luôn ha. Bác biết mấy cái máy này rồi ha, rất là cày, rất là bền nè. Hitachi 12V. Đó. Thân máy vỏ pin. Số 19. Rồi 500k. Số 19 thân máy vỏ pin 500k ha. Rất là đẹp nha các bác nha. Đây là số 20, một cây Makita, cây khoan. Cây này là hai chức năng nha các bác nha, cây khoan hai chức năng, cây Makita hai chức năng, 458D ha, 458D. Rất là khỏe nha. Cái này làm gỗ, khoan gỗ, khoan đồ rất là khỏe nha các bác nha. Cực kỳ khỏe luôn á. Rồi. Máy rất là ngon luôn. Máy này nó cái thân máy nó rất là bự nha. Thân máy rất là to và nặng nha các bác nha. Máy của con này nè. Cực kỳ to nặng luôn. Số 20. Mốt 50k.
51 50k ha. Thân máy vỏ pin, thân máy nè các bác ha. Thân máy không có vỏ pin ha. Thân, xin lỗi nó lộn. Thân máy. Đây là một cây 6506. Cây này cũng khá đẹp nè ha, 6506. Cây này hàng hiếm, lâu lâu mới gặp được cây thân nhỏ xíu à. Cái thân nhỏ xíu nha các bác nha. Đó, thân nhỏ xíu à. Và xin ít. Thân máy vỏ pin. Máy ré dữ ha. Mạnh ghê. Này Panasonic nha các bác nha. Nati Panasonic đó. Là nó đó ha. Đây. 6506. Rồi. 655, 656, 6507 là nguyên cái dãy của nó anh em nó ha. Rồi thân máy do pin. Cái này 650k. Số 21. Đẹp. Khá đẹp. Về sưu tầm được. Tiếp theo là một cây khoan 3 chức năng của Panasonic ha. 3 chức năng 7950. 18V nha các bác nha. Máy 18V. Máy pin sạc 18V hết. 3 chức năng. Này búa nè. Máy này khỏe ghê luôn. Còn cái này là vít. Bắt vít nè. Máy rất khỏe. Ôi cái máy mạnh cực kỳ luôn. Cầm trên tay mà thấy nó mạnh. Chạy rất là mạnh nha các bác nha. Rồi. Thân máy 18V của Bana. Số 22. 950k. Giá mềm luôn, 950k. Thân máy. Tiếp theo là máy này gồm có hai pin, một sạc zin. Sạc zin 100V này luôn nha các bác. Sạc zin luôn à, lên đèn nè. Đó, sạc zin 100V, hai cục pin 14V. Cái máy Panasonic 7540. Không than nha, máy không than nha các bác nha. Rất là ngon luôn. Này Nationan nha, mắc kinh gia băng nha. Nationan. Hai pin. Giờ mình test cục pin này trước. Rồi. Mình test cục pin này. Test tiếp cục pin này luôn ha. Và giờ bấm cái đèn lên. Đây chỉnh lực nha. Đây là đèn led này nha các bác. Đèn led đầy đủ ha. Đây là chốt hạ luôn nha các bác nha. Hai pin, một sạc zin. Giờ mời một pin nè. Tiếp theo một pin nữa nè. Rất mạnh. Đèn led rồi đầy đủ. Rồi, một máy hai pin một sạc, máy không cho than nha các bác nha. Máy không cho than. 7540. Chốt hạ luôn ha. Số 23. Một triệu 750. Kha. 1.750k. Hai pin một sạc luôn. Đó, quá rẻ rồi. Chốt hạ luôn nha các bác.
Rồi, cảm ơn tất cả các bác và các anh em bạn bè xa gần đã quan tâm và đồng hành cùng với Trương cho đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi clip của Trương. Cái nào cảm thấy nào vừa ý, hợp mắt với vừa túi tiền thì các bạn cứ nhắn tin vào Zalo hoặc alo trực tiếp cho Trương để đặt mua nha. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn khỏe và thành công.